Ok, cảm ơn bạn Miu Choco Pro đã đăng ký. Và bạn Điền Vlog là cũng là bạn của mình, nhưng mà nó trẻ trâu lắm bạn, tài trợ cái video này nha, cũng như là đăng ký. Đấm mấy này văng ra sàn đấu. Ý, đừng ôi, đấm mày đấm nữa, đủ xanh. Ôi, mày sao? Đấm nó phải văng lại, thằng kia rớt xuống rồi bạn, kia rớt xuống rồi. Đừng đừng con mày đá hụt. Ôi, rồi xong mày, rồi thắng rồi bạn, đánh nó văng ra. Đánh giờ những anh hai anh Mỹ với một anh Pháp, một anh Trung Quốc, qua chơi Trung Quốc trước mày. Ôi rồi rồi đánh nè. Ôi chết, đừng ui trên đầu là đánh xa hơn sao á. Rồi xong fail. Hơi fail, dũng thằng kia luôn nè, chúng kia luôn nè, đứng lên. Hơi fail, đánh tiếp nó luôn bạn. Ôi rồi, đánh cái ông chết luôn à. Hơi fail, chúng thằng kia luôn. Hơi fail, ra đòn tay nhanh hơn liền bạn. Ôi rồi, ấy, ừ hơn quá. Mấy gì rồi, thắng rồi, thằng này văng rồi, thằng này. Rồi, cấp 4, ôi rồi. Thôi, đá chưa hiểm vậy. Đá ui, trời nữa. Thắng đi. Ui giời ơi. Mày, hên mày. Mày ở Trung Quốc, đứng lên. Đứng ú. Đu. Skill mới, chết đi con. Chưa chết nữa hả? Dai hả mày? Kệ, chúng ta sẽ đấu tới màn đấu đội bạn. Tìm đội. Đây mình là hàng đội, mình là hàng Bam đây. Ba bên kia là Chilion. Còn bên đây, đây mình sẽ đội mình đấm bằng đạn nhau. Mày, bữa tiệc. Tiệc bãi biển hả mày? Ôi trời, mấy hàng đội mình chết rồi bạn. Mày. Để mình cưng tim luôn rồi. Rớt sàn liền. Chưa chịu rớt sàn hả mày? Ôi rồi. Ê, hay lắm. Team mình đấu nha. Team mình là thằng nào nha. Rồi. Đứng lên. Mày đứng lên hả? Win. Ủa, team mình phân thân luôn ha. Đánh không lại còn bà già nữa. Mày ra tay sau. Vô. Quay mày. Ủa sao mấy này nó chung đổi nha. Ok nha. Ra tay. Ở chết bà mình đấm đội mình các bạn ơi. Ôi rồi. Đánh loạn luôn mà, chả biết gì. Nhậu không biết cái bà, cái đồng đội mình đi đâu rồi bạn. Đánh, ui, đừng, trời. Team mình đâu nha. Rồi, team mình phải đây không? Nó ngầu quá vậy. Sao nó ngầu? Đánh không trúng nha. Đấu trên nóc nhà. Đây là một cái rooftop trên sân thượng. Đây khá là nhiều. Kiểu như cái phần đấu này không có kinh phí á bạn, các bạn hiểu không? Đánh trên đây thôi, đánh mà lấy mấy thùng để banh lum lượt vừa. Này đánh chứ không phải đánh đồng đội nữa. Đánh 1-1. Ôi trời. Đánh không trúng mà đánh mình bụp cái xỉu luôn, ná thở luôn. Đứng lên rồi. Mày đứng lên rồi. Đứng lên. Rồi đánh trúng bên đây nhưng mà trúng bên đây. Vô lý nè. Úi. Con kia họ quýnh chết gần hết luôn rồi. Nhưng mà nó nóc luôn. Mày chơi tao. Quýnh chết mặt nó. Đứng dậy. Trời nó phá kìa. Nó phá đụng vô con kia. Bước vô anh tiếp. Ui. Bước vô anh tiếp. Thua keo này, ta bày keo khác thôi. Ý trời. Trời ơi. Nó đục một cái con văng mẹ ra bà cái sân luôn các bạn. Trời có đi. Coi nè bạn. Bước vô sàn đấu rồi tao. Giỡn hả mày? Giỡn hả? Đứng lên. Ngầu vô. Ngầu lắm nha. Hụt nha. Ngầu lắm nha. Ngầu á. Ơi ngầu. Ngầu lắm. Ủa sao đá nha? Đá à, chết luôn. Đánh tao rớt xương tàu. Trời. Hơi quậy.
tí nè, đồ Toby nè. Đồ má mày. Con nói vậy bạn. Khúc nạn, mày khúc nạn vừa thôi. Khúc nạn vừa thôi. Chúng kia ngon ngon ơi. Ôi 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 ôi. Khốn nạn vừa thôi, thằng kia đánh mình luôn. Trời chưa ao luôn mày. What the fuck? Là cái màn nó màn khó nhất mình từng chơi. Khó luôn á, không ai chơi được đâu ngoại mình. Đó, nó phải đi. Đi vô đá mày. Két. Đỉnh két mạng của tao hay gì? Đỉnh cái mạng của tao hay gì hả? Ui, em đang nằm ở dưới. Chém đứng dậy chém. Ui, ôi trời. Mẹ mình cứ tưởng là mình thằng kia bạn. Đáng thắng là top 1 ăn một thằng. Cứ đụng ơi, cứ ôi trời. Đá đít con này. Đá đít. What the fuck dude? Ui, ôi trời. Trời ơi. Mình cấp 4 mà nó mới cấp 3 mình vẫn chơi được nó bạn. Đứng lên, vác cái thay lên. Ui giời, nào mà bạn có skill mới. Chơi nó. Chơi rớt sàn luôn rồi bạn. Hút đầu. Ơ giời, hồi nó luôn. Đừng nha. Ai skill trưởng? Ôi trời. Mày. Ôi nó cấp 7 rồi bạn. Skill trưởng quá dữ. Trời ơi. Nào. Sờ kêu trưởng văn bàn. Vẫn chưa thua. Đè. Úi, đứng. Nó đè mình rồi. Rồi mày, cú đá huyền thoại. Úi, má đá không được nó luôn mày. Trời ơi, không kịp đá luôn mày ơi. Bước lên. Quá ngầu, má đá dằn kìa ra rồi. Má, trời. Mày cấp 10 văn rồi, chết rồi, ngon. Con đỉ này văn luôn. Mày. Quá dữ. Văn. Bước lên. Đứng cái thay mày lên. Rồi xong con ạ. Đứng cái thay mày lên, chết chưa? Chưa chết luôn bạn ơi. Mày dài quá. Chưa chết luôn. Trời, này nó không văng ra sàn đấu luôn, không để thua nó trời. Nó không chịu, nó không. Ui. Úi. Ý, chết bà, bị hành rồi. Bị hành rồi. Ý, đã được trái bóng bạn. Ý, ủa gì vậy? Múa hả mày? Rồi. Trời ơi. Win luôn. Có lên cái này lắm các bạn ơi. Và mình mới mua cái găng cho bạn coi. Trời ơi, má đánh muốn lồi họng luôn mới vô được cái map này. Khó lắm. Khó ăn của chùa lắm. Ủa gì vậy? Tại cái này đánh hả? Ủa gì vậy? À, đánh tìm đồng đội. Đánh tìm đúng rồi. Ủa gì vậy? Tao đóng lắm. Ừ đúng rồi. Giờ mới chơi nữa các bạn. Đó. Này thì mày ôi giời. Ôi giời. Mày đúng rồi. Lấy. Anh em của mình. Mày dám chơi anh em thôi à? Đứng lên. Ủi. Đứng lên đúng rồi, đấm nó. Anh em tao đông. Không cần tao đánh. Trời nó đúng rồi. Này. Cấp 4 hả? Ăn đòn mà lên cấp 4 luôn mày. Mày. Nó đâu? Ui. Trời ơi, nó lấy chị em của mình kìa. Trời ơi. Nó lấy chị em. Rồi. Mày vô tem của tao rồi, mày vô tem của tao, quanh anh nó. Trời ơi, bị cây sừng rồng chích cho một cái nữa. Đứng. Ui giời. Còn nữa. Đúng rồi, chết. Ui giời. Chết bà, hai con này hở khó nha, hai con khơi khó chơi. Khó chơi thế nhờ. Đá không chết luôn. Nó đá không chết luôn. Đá luôn tem nó luôn mày. Mày. Đã cho cố vô cũng thua. Bữa tiệc mà nó ra đảo hoang nó quẩy luôn bạn. Trong khi đó có hai hòn đảo nhỏ biết tí như cái lỗ mũi.
bé tí như cái lỗ mũi vậy mà nó cũng rủ đi đánh được nữa. Mày mới vô sao mày chơi lại tấn lên như một người đàn ông coi. Rồi xong rồi, nhìn là biết thua rồi. Nhìn biết thua sắp mặt rồi. Nhìn là biết thua sắp mặt rồi. Nhìn là biết thua sắp mặt rồi. Trời ơi, đi chi vậy? Rồi xong, chết luôn. Nó gọi là dễ vãi. Ok, cảm ơn những người đã tài trợ video này. Mong các bạn thích thích video và đừng quên để lại mình một like, subscribe nhé. Ngoài ra chia sẻ tạo lượng cho mình làm tiếp video tiếp theo.